Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bếp Quê Em. Hôm nay mình ra một video đó là gà nướng sả ớt. Bây giờ mình sẽ làm, các bạn theo dõi mình làm nhé. Để làm món gà nướng sả ớt thì không để thiếu đó là một con gà và các gia vị, muối, mắm, mì chính, tỏi, đặc biệt là sả và lá chanh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Bạn ơi, món gà nướng của mình đã chín rồi ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem món gà mình làm có ngon không ạ. Mình sẽ thử cái đuôi này trước.